FBI đã khám xét nhà của một người đàn ông gốc Việt là một cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts và cũng là cựu ứng cử viên Quốc hội Mỹ. Hủy vé đi tàu lặn Titan để tham quan sát tàu Titanic vào phút chót. Hai cha con triệu phú Mỹ may mắn thoát cửa tử. Hai cao niên tử vong tại nhà dưỡng lão tư gia ở Diamond Bar, California, người chăm sóc bị bắt. Ông lớn Phú Wall sa thải 125 giám đốc điều hành trong bối cảnh thị trường đi xuống. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023. Cơ quan FBI đã khám xét nhà của một người đàn ông gốc Việt có tên là Đinh Trần, là cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts và cũng là cựu ứng cử viên Quốc hội Mỹ vào hôm thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2023. Bà Kristen Sedera, phát ngôn viên FBI tại Boston, đã nói với tờ Leo Minster Champion rằng Hôm qua, FBI đã thi hành một trác tòa liên quan tới một cuộc điều tra liên bang đang tiến hành. Nhằm bảo đảm bí mật của cuộc điều tra, chúng tôi từ chối không bình luận gì trong lúc này. Luật sư Joseph Roger của ông Trần qua một bản tuyên bố trên tờ Boston Globe nói rằng ông có biết về các nhà điều tra liên bang xét nhà của ông Trần vào sáng thứ Năm để thi hành một lệnh tòa án. Ngoài ra thì ông chưa có đủ thông tin vào lúc này để bình luận gì cả. Cuộc điều tra liên bang tiến hành khi ông Trầm thuộc đảng Cộng hòa đang chống đỡ những cáo trạng rằng ông đã tịch thu khẩu súng của một cử tri cao niên, rồi đánh lừa nhân viên điều tra về sự việc. Hồi tháng 7, ông Trần đã bị buộc tội trộm cắp súng trị giá trên 250 đô la của một vị cao niên trên 60 tuổi, dùng lý do giả mạo để lấy chữ ký của người khác với ý định lừa đảo và khai màn trong cuộc điều tra của cảnh sát. Ông cũng còn bị tố cáo khai gian trong đơn xin tái cấp giấy phép mang súng. Ông Dinn Trần trước đây đại diện cho các cộng đồng cư dân, trong đó có vùng Leominster tại Thượng viện Tiểu bang từ năm 2017 đến năm 2019 thì bị thất cử trước ứng cử viên John Cronin thuộc Đảng dân chủ. Hồi tháng 3 năm 2020, một bản phúc trình của Ủy ban Đạo đức Thượng viện còn tố cáo vì cựu thượng nghị sĩ này từng sử dụng nhân viên để đi vận động tuyển cử cho ông trong giờ làm việc của họ. Thông tin tiếp theo, doanh nhân triệu phú Mỹ Jay Blum tiết lộ rằng hai cha con ông từng được CEO OceanGate để dành cho hai ghế trên con tàu lặn để đi tham quan xác tàu Titanic, nhưng ông đã rút lui và hủy vé vào phút chót vì lo ngại an toàn. Điều đó đã giúp cha cha con ông may mắn thoát cửa tử. Ông Jay Blum là nhà đầu tư và phát triển bất động sản tại Las Vegas đã tiết lộ những tin nhắn và ảnh chụp màn hình nội dung cuộc trò chuyện giữa ông và ông Stockton Rush là chủ sở hữu của chiếc tàu lặn Titan và là một trong những nạn nhân trong vụ thám hiểm xác tàu Titanic. Trong một tin nhắn, ông Stockton Rush đã cố gắng thuyết phục ông rằng chuyến đi này còn an toàn hơn cả việc băng qua đường phố. Ông Rush còn quả quyết thêm. Đúng là vẫn có thể có rủi ro, nhưng nó vẫn an toàn hơn nhiều so với bay trên trực thăng hoặc là đi lặn ở biển. Và thậm chí trong 35 năm qua, vẫn chưa từng có xảy ra vụ tai nạn đối với tàu ngầm dân sự nào. Ông Plum đã viết trong bài đăng của mình rằng, tôi chắc chắn một điều là ông Rush quá tự tin vào những điều mình nói, nhưng tôi biết ông ấy đã sai. Ông ấy tin tưởng một cách thái quá về những gì mình làm. Ông Rush vẫn kiên trì thuyết phục ông qua tin nhắn. Trong suốt một năm, ông Rush đã cố gắng thuyết phục cha con ông Plum tham gia vào chuyến thám hiểm này để trải nghiệm cảm giác hồi hộp chỉ có một lần trong đời. Ông Plum ban đầu thích thú với đề nghị này của ông Rush, nhưng dần cảm thấy bất an khi đọc nhiều thông tin không hay về độ an toàn của con tàu. Do đó, ông đã từ chối cơ hội tham gia vào chuyến thám hiểm này vào giờ phút chót. Ông Plum cho biết, tôi nói với ông Rush rằng vì lịch trình làm việc của tôi quá dày đặc, nên cha con chúng tôi không thể đi được lúc này cho đến năm sau. Vậy nên chỗ ngồi này của chúng tôi đã nhường lại cho hai cha con tỷ phú Serzada Dawood và con trai 19 tuổi của ông ấy là Suleiman Dawood. Hai cha con tỷ phú này cũng chính là những người nằm trong số những nạn nhân đã bị thiệt mạng trong chuyến đi này, ông Plum cho biết. Do đó, nếu lúc đó tôi đồng ý, thì chính tôi và con trai của tôi sẽ là hai trong năm người bị thiệt mạng trong chuyến thám hiểm này, chứ không phải hai cha con tỷ phú Sajada Dawood. Do đó, giờ đây, mỗi lần nhìn thấy bức ảnh của hai cha con ông Sajada Dawood và đứa con trai 19 tuổi của ông ấy, thì tôi lại nghĩ rằng đó có thể đã là tôi và đứa con trai 20 tuổi của tôi, chứ không phải là hai cha con ông ấy. Nhờ chúng tôi hủy vé vào phút chót nên chúng tôi may mắn đã thoát cửa tử. Giá vé chuyến thám hiểm vào phút chót chỉ còn 150.000 đô la thay vì mức giá thông thường là 250.000 đô la. Chính vì vậy hai chiếc ghế này của hai cha con ông đã được hai cha con tỷ phú Serjeda Dawood mua lại. Ông Bloom nói rằng chúng ta hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Cuộc đời là vô thường nên hãy sống hết mình cho ngày hôm nay. Vào hôm ngày 22 tháng 6 năm 2023, Tuần Duyên Mỹ thông báo tàu lặn Titan đã bị ép nát tại khu vực gần sát tàu Titanic, đã khiến cả 5 người trên tàu bị thiệt mạng gần như ngay lập tức. Kết luận được đưa ra sau khi các robot tìm kiếm thu thập được 5 mảnh vỡ chính của con tàu. Ông James Cameron, chuyên gia về tàu lặn đã dự đoán rằng con tàu Titan sẽ nổ tung vài ngày trước khi mảnh vỡ của con tàu được tìm thấy. Theo các tài liệu của tòa án, một cựu nhân viên của OceanGate đã nêu lên những lo ngại về vấn đề an toàn của con tàu Titan. Ngoài ra, ông Cameron tiết lộ những chuyên gia đầu ngành kỹ thuật lặn thậm chí còn viết thư cho công ty và nói rằng chuyến tham quan không khác gì một cuộc thử nghiệm để con tàu chở hành khách và họ yêu cầu công ty phải có sự phê duyệt chính thức cho chuyến đi này. Nhiều năm trước đó, nhiều chuyên gia đã cảnh báo ông Rush về thiết kế mang tính thử nghiệm của con tàu vì nó có thể dẫn đến thảm họa khôn lường. Đứng trước những lời cảnh báo và khuyên ngăn, ông Stockton Rush vẫn bảo vệ thành quả của mình và tin rằng các quy định đảm bảo an toàn đã giới hạn sự đổi mới và sáng tạo của ông. Ông Rush tuyên bố với CBS, ở một mức độ nào đó, sự an toàn là không cần thiết. Ý tôi là, nếu bạn muốn an toàn thì đừng rời khỏi giường đừng lên xe, đừng làm gì cả. Sẽ có lúc bạn phải chấp nhận rủi ro để đạt được những thành tựu mới. Thông tin tiếp theo, hai cao niên được xác nhận tử vong và người chăm sóc trực tiếp của họ đang bị giam giữ sau khi giới chức thuộc sở cảnh sát quận Los Angeles đã đến một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở thành phố Diamond Bar, California vào sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 6 năm 2023. Theo LASD, Cảnh sát xem đây là một vụ giết người và đang tiến hành điều tra. Theo đài ABC7 thông báo cho biết, cảnh sát đã đến một ngôi nhà ở ngã tư đường Sapphire Canyon Road và đường Highland Valley vào khoảng 8 giờ sáng thứ Bảy. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện hai nạn nhân ăn dưỡng tại cơ sở này đã chết tại hiện trường. Nguyên nhân cái chết của hai cao niên này vẫn chưa được công bố, nhưng giới chức nghi ngờ có hành vi tội ác. Hiện tại, cảnh sát đang chờ kết quả giám định pháp y. Một người chăm sóc tại đó có tên là Jian Shunley đang bị giam giữ với cáo buộc sát nhân. Hàng xóm cho biết thường có 8 người già sống tại cơ sở chăm sóc này. Các nhân viên chăm sóc bước ra khỏi căn nhà, hai tay giơ trên đầu, dưới sự hộ tống của cảnh sát. Sau đó, nhân viên y tế đã đẩy hai nạn nhân trên cán. Bà Ivon Trippaco, quản lý câu lạc bộ bơi lội Dean Holmes đối diện với cơ sở chăm sóc cao niên, đã cho biết. Cơ sở chăm sóc cao niên này là Happy Home Care for the Elderly, thành phố Diamond Bar nằm cách khu Lido Sài Gòn khoảng 48 km về hướng đông bắc. Thông tin tiếp theo, tập đoàn đầu tư Goldman Sachs của Mỹ đã bắt đầu cắt giảm cả khối nhân sự cấp cao trong bối cảnh thị trường đi xuống. Chia sẻ với trang tin Bloomberg, một nguồn tin giấu tên cho biết, có khoảng 125 giám đốc điều hành của Goldman Sachs ở cả hai mảng ngân hàng và quỹ đầu tư khả năng cao sẽ bị mất việc trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc cắt giảm này sẽ không được công khai và các nhân sự trong vụ việc cũng được yêu cầu giữ bí mật. Hiện tại, đại diện của Goldman Sachs từ chối bình luận về thông tin này. Được biết, những động thái cắt giảm nhân sự nói trên là một phần trong chiến dịch tiết kiệm chi phí của tập đoàn này, khi trước đó đã diễn ra ít nhất 3 đợt cắt giảm trong vòng chưa đầy một năm. Vào năm 2020 và năm 2021, Goldman Sachs nói riêng và ngành ngân hàng nói chung đã tăng cường tuyển dụng trong bối cảnh các thương vụ M&A và các đợt niêm yết công ty mới liên tục diễn ra. Tuy nhiên, khi thị trường tài chính trở nên ảm đạm, những đơn vị này lại phải đau đầu để cắt giảm chi phí và thúc đẩy doanh thu. Tương tự như Goldman Sachs, JP Morgan Chase Company cũng vừa mới chấm dứt hợp đồng lao động với khoảng 40 nhân viên cấp cao trong nỗ lực đối phó với tình trạng suy thoái toàn cầu. Ngoài ra, CD Group cũng đang lên kế hoạch cắt giảm thêm hàng trăm nhân viên trong toàn công ty, mà trong đó có khoảng 30 nhân sự tại lĩnh vực ngân hàng đầu tư và 20 nhân sự khác tại lĩnh vực ngân hàng ở London chắc chắn phải ra đi. Trong tháng vừa qua, một số nhân viên kỳ cựu và thậm chí cả các cựu lãnh đạo cấp cao tại Goldman Sachs đã gia nhập công ty đối thủ như Wells Fargo. Đặc biệt, đồng giám đốc mảng ngân hàng số và giám đốc toàn cầu mảng thị trường chất bán dẫn Bà Temi Kili đầu tuần qua đã chính thức chuyển sang công tác tại mảng EMA của Evercore. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình. Và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.